Hello Tâm Anh, chào các bạn nha. Wow, các bạn ơi, hôm nay mình lại cầm cái rổ đi ra vườn tìm đồ chơi các bạn ơi. Wow, chà, hôm nay mình có cái rổ rất là đã luôn. Mình sẽ đi dọc ra vườn mình tìm thấy có cái gì chơi không các bạn ơi. Hey, các bạn ơi. Wow, ở đây mình thấy có đồ chơi nè. Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy có một đồ chơi con gì đây. Wow, các bạn ơi. Wow, đây là một con khủng long bạo chúa cổ dài. Wow, các bạn ơi. Wow, chỉnh cho chưa. Ấy các bạn ơi, bên này mình lại thấy có một cái con gì đây nè. Wow. Wow, các bạn ơi. Wow, một con bạo khủng long bạo chúa đồ chơi ăn thịt màu đỏ nè. Wow, cha, đã nha. Wow, mình lại tìm được hai đồ chơi con khủng long bạo chúa rồi các bạn ơi. Wow, để bây giờ để mình xem thế là còn con đồ chơi này không các bạn ơi. Ấy, các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây là một đồ chơi con voi. Wow, đây là một con voi. Wow, có hai cái tai rất là bự luôn nè các bạn ơi. Wow, mình sẽ cho hết vào rổ luôn nha. Và các bạn thấy đồ chơi các bạn chỉ cho mình các bạn ơi. Các bạn ơi. Wow, ở đây mình thấy có rất là nhiều đồ chơi nữa nè. Wow, đây là con ngỗng nè các bạn ơi. Wow, đây là một em đồ chơi. Wow, đây là một con hà mã nè. Wow, các bạn ơi, đây có một con khủng long bạo chúa nhiều gai nè. Wow, trên cái lưng nó có rất là nhiều cái gai luôn nè các bạn ơi. Wow, hay à, được rất là nhiều đồ chơi khủng long bạo chúa và con vật đá lắm các bạn ơi. Wow, để mình xem thử nè các bạn ơi. Hey, đây các bạn ơi. À, wow. Wow, wow, đây là một em bò nè các bạn ơi. Wow, wow, wow các bạn ơi, đây có một em khủng long bạo chúa nữa nè. Wow, wow, một con khủng long bạo chúa. Wow, các bạn ơi, khủng long bạo chúa đây không có răng nè. Wow, haha, chắc khủng long bạo chúa đã ăn lá cây rồi, không có răng nè các bạn ơi. Ở trong này mình thấy còn một gì đây nữa ta. Wow, wow, đây là một em chim cánh cụt nè các bạn ơi. Wow, wow, chim cánh cụt chip nè các bạn ơi, bốp kêu luôn nè. Wow, xịn sò chưa. Haha, đã nha. Wow, các bạn ơi, mình tìm được rất là nhiều đồ chơi khủng long bạo chúa luôn nè các bạn ơi. Wow, để mình xem thế là còn đồ chơi gì không các bạn ơi. Các bạn ơi, đây có một cái đồ chơi gì đây nè các bạn ơi. Wow, để mình xem thử nha. Wow, các bạn ơi, ha, đây là một con gà trống màu vàng. Wow, con gà trống màu vàng đeo leo cay các bạn ơi. Wow, hay các bạn ơi, bên kia mình thấy có cái con gà nè. Wow, wow các bạn ơi. Wow, đây là một con ếch màu xanh. Wow, con ếch xanh nè các bạn ơi. Wow, đã chưa. Wow các bạn ơi, rất là nhiều đồ chơi luôn. Wow. Ấy các bạn ơi. Wow, bên này nhiều nữa nè. Wow, đây là một em hươu cao cổ nè các bạn ơi. Wow, chỉnh trò luôn. Wow. Wow, đây là mình tìm thấy được một em báo đốm xe khan nữa nè các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi. Hai con vật luôn. Wow, wow, tiger, ha ha, đây là em hổ này các bạn ơi. Wow, để mình xem còn một em gì nữa này. Wow, wow, các bạn ơi, đây là em sư tử. Wow, rất là hung dữ luôn. Wow, các bạn ơi, ha ha, hôm nay mình đi ra vườn mình tìm được rất là nhiều đồ chơi con vật khủng long bạo chúa, rất là nhiều đồ chơi con vật đã lắm các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi đây về mình chơi nghe các bạn nha.